Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ mở hộp một mẫu đồ chơi theo cái dòng phim Mini Fox phần 4 ha. Biệt đội siêu nhí, chiến binh thú ha. Hay là tiếng Anh là Mini Fox Animatron. Hôm nay chúng ta sẽ mở hộp cái món đồ chơi đó là cái đồ chơi mô phỏng cái vũ khí của những cái siêu nhân trong cái phần này ha. Đây là cái hộp của nó ha, cái vũ khí này. Thì như chúng ta thấy ở đây nó sẽ có ba dạng, một dạng kiếm, một dạng súng và một cái dạng súng bắn giống như cái nỏ ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái logo của cái phần Mini Fox Animatron này ha, đây tiếng Hoa, đây là thành phẩm nhập từ trường Trung Quốc ha. Đây là cái hãng Mini Fox Jason Hero là nắm bản quyền thị trường Trung Quốc ha. Đây là logo của hãng Zomgo, hãng sản xuất đồ chơi này ở thị trường Trung Quốc và cũng là gia công trên toàn thế giới luôn ha. Đây chúng ta sẽ thấy mô phỏng cái nhân vật Vol. Hình ảnh nhân vật Vol ha, sử dụng cái vũ khí này. Đằng sau này chúng ta sẽ thấy ba form dạng nó ha, một cái dạng kiếm, một dạng súng và một cái dạng giống như nỏ ha. Mã sản phẩm của nó là 8518 ha. Đây là hãng Zomgo ha, và sản phẩm này nó sẽ sử dụng ba cái pin pin nút ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp lấy cái vũ khí này ra, sẽ cái đồ chơi này ra xem nó sẽ có cách chơi và cách lắp biến dạng như thế nào ha. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có cái món đồ chơi là cái vũ khí của cái siêu nhân trong cái phần này ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái đầu của nó ha, cái đầu một cái siêu thú ở trên đây, thì nó giống như cái biểu tượng của cái phần phim này ha. Ở trên cái hộp ta sẽ lấy cho em xem ha. Đây, cái đầu nó giống biểu tượng cái này ha. Thì cái món đồ chơi này nó khá là dài ha, cái ở cái form dạng thanh gươm này. Thì nó phải dài đâu đó, để anh đo ha, phải dài tới 47 cm ha. Nó sẽ có màu xanh, màu trắng, màu đỏ ha. Và cái đầu này thì anh nghĩ nó thiên về đầu của cái con sư tử thôi ha. Ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn cách biến đổi một cái dạng form khác của cái vũ khí này ha. Nó có hai mặt ha. Chúng ta đổi ở đây nó sẽ đổi được ba dạng. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái bán cầm của cái vũ khí đây ha. Nó sẽ có một số cái nút này ha. Ta sẽ thấy nó như thế nào ha. Cái này có pin nhưng mà hiện tại anh đang bấm cái này thì nó chưa ra pin, chưa ra sáng đèn hay gì ha. Thì làm sao để kích hoạt cái phần pin này ha? Thì ở đây nó chúng ta phải đẩy cái đầu ra, tại cái pin nó sẽ giấu trong cái phần này ha. Cái phần siêu của cái pin ở trong đây. Chúng ta phải đẩy sao ra để chúng ta có thể đẩy cái đầu này ra và để mở cái siêu pin nó ra ha. Cái pin ở chỗ hai cái mang này ha, chúng ta sẽ mở ra ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái nút màu trắng ở đây, chúng ta sẽ bóp vào đây, nó sẽ gặp được cái cò này ha, bấm cái này thì gặp cái này, chúng ta sẽ gặp này lại ha, và chúng ta sẽ đẩy cái đầu này ra ha. Đó, chúng ta sẽ đẩy cái đầu này ra. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái siêu pin ở chỗ này ha, bởi vì nhiều khi chúng ta mua về không biết tại sao là không kêu á, nó không phải lỗi ha, chúng ta phải mở cái này ra. Đó, mở cái siêu pin màu trắng này ra. Đó, cho ta bấm vẫn chưa có ha, thì bởi vì ở đây nó có cái chốt on off ở chỗ này. Ở cái chốt màu trắng này ha, chúng ta đẩy lên cái phần on này ta đẩy cái đầu này về ha. Đây là cái form dạng thứ hai ha. Thôi chúng ta sẽ trở lại cái form đầu tiên đi ha, bấm đây. Đây là cái form đầu tiên, dạng cái kiếm đi ha. Chúng ta bấm ha, thì cái tiếng kêu nó là tiếng kêu của thanh gươm ha. Ở đây chúng sẽ có đèn này ha, chúng ta sẽ thấy đèn này ha, nhưng ở đây màu nó khó nhìn, ở đây màu trắng trong ban đêm chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Thì form dạng kiếm thì khi chúng ta chém chúng ta là thì hại thì động tác chém á, thì nó sẽ ra cái âm thanh như thanh gươm rồi ha. Còn cái form dạng thứ hai là dạng súng ha. Trước tiên chúng ta sẽ mở cái này ra và chúng ta bấm cái này ha, giống như nãy chúng ta làm ha, bẻ nó xuống ha, nó chạm cái nút này ha, nó kêu ha, chúng ta đóng này lại ha. Và ở chỗ cái phần đầu này chúng ta đẩy sau và sau một chút ha, thì nó ra cái nòng súng chỗ này. Thì đây là form dạng súng đó, thì chúng ta sẽ thấy tiếng kêu nó hoàn toàn khác rồi ha. Đây là form dạng súng ha. Rồi ở cái dạng thứ ba thì
Nó cũng là dạng súng nhưng mà giống như là súng bắn nỏ ha. Thì để biến đổi thì trước tiên ở chỗ cái này, chúng ta sẽ đẩy cái này lên ha. Phần súng ha, cái phần đầu này ha, chúng ta đẩy lên. Sát. Đó, nó có một tiếng kêu ha. Giống như nó chạm một cái nút để về cái dạng đó ha. Và cái phần mang này ha, chúng ta sẽ mở ra. Phần này cũng vậy, ta cũng mở ra. Ở phần ở chỗ cái mang này chúng ta sẽ có một cái chi tiết màu xanh trong suốt này ha. Chúng ta sẽ đẩy nó lên. Đó. Đẩy lên. Tương tự bên này, chúng ta sẽ đẩy lên. Như vậy thì chúng ta đã đưa về cái dạng giống như là cái nỏ rồi ha. Chúng ta sẽ thấy nó như thế này. Giống như cái nỏ này. Cái bắn súng nhưng mà nó đưa về cái dạng này. Nó nhìn giống như kết hợp giữa súng và nỏ, ha, súng bắn nỏ ha. Còn muốn chuyển về dạng gương ban đầu thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đẩy cái này vào ha. Đẩy như thế này vào ha. Ta gập này lại ha. Gập này lại ha. Ta đẩy cái đầu này về vị trí cũ ha. Cái phần này chúng ta mở ra một chút ha, bên phải ha. Ta bấm nút này, chúng ta thu nhìn như vậy chúng ta đã đưa nó về dạng gươm rồi ha. Như vậy thì anh đã mở hộp ta cái mẫu đồ chơi một cái thiết bị mô phỏng ha, đồ chơi mô phỏng thiết bị chiến đấu nhân vật những nhân vật siêu nhân trong cái bi độ phim bi độ siêu nhân nhí phần 4 ha, chiến binh thú ha. Cái vũ khí này nó sẽ có 3 dạng ha. Đây là cái dạng dạng thanh gươm ha. Thì lưu ý ở cái món đồ chơi này, cái phần pin siêu pin nó ở cái phần này ha, ở trong cái phần này bên phải ở đây nó khá là khó nhìn, khó nó trong cái tờ hướng dẫn nó không có ha, nên khi mua về chúng ta nhiều khi chúng ta bấm vào chúng ta lại không biết là cái pin nó đang bị siêu, chúng ta tưởng là nó hỏng ha. Ra để mở ra cái phần siêu pin á thì chúng ta chỉ cần đẩy cái đầu này lên ha, cái phần đầu này ha, chúng ta cầm lên tay trượt lên ha, thì cái phần siêu pin nó ở chỗ vị trí này ha. Và vị trí này chúng ta cũng có thể dùng một con tu vít ha, chúng ta mở ra để chúng ta xem cái phần pin ở trong đây ha. Nó là ba cái pin nút ha, và cái loại pin nó có ở trên cái hộp sản phẩm để chúng ta biết khi mà hết pin chúng ta có thể mua cái loại pin này về thay ha. Thì lưu ý chúng ta là mua cái sản phẩm này đầu tiên về đó là phải mở cái phần này ra để tháo siêu pin để và bật cái công tắc ở chỗ này ha. Công tắc này là on off ha. Đó. Thì mới sử dụng được chức năng mà âm thanh và ánh sáng ở đây được ha. Sản phẩm này thì có thể biến ba dạng, cái dạng cây kiếm như thế này ha, hoặc là cái dạng súng ha thế này, và một cái dạng nữa là cái dạng đẩy lên, chúng ta sẽ thành cái dạng như là súng súng bắn nỏ ha. Thế này thì cách biến đổi nó cũng rất là đơn giản thôi ha, không có gì quá phức tạp. Nó mô phỏng đúng cái gì những gì trong phim ha. Và cái kích thước nó cũng khá là lớn ha, nó khoảng 47 cm, khoảng nửa mét á, ở khi ở dạng kiếm. Thì cách chơi nó cũng đơn giản như vậy ha, giúp ta mô phỏng làm siêu nhân là giống như ở trong phim thôi. Thì theo nhận xét của anh thì cái món đồ chơi này nó cũng khá là ổn ha, rất là ổn, nó cũng phù hợp những lứa tuổi cũng khá là nhỏ và đam mê cái dòng phim này. Giá thì nó cũng tương đối, nó cũng khá là cao bởi vì là cái dòng phim này của Hàn Quốc ha, nên nó cũng khá cao mặt bằng chung so với những cái hãng của Trung Quốc ha. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.